Nhờ những giá trị khác biệt và mang đến trải nghiệm xứng tầm, các căn hộ hạng sang luôn được giới nhà giàu ưu ái lựa chọn. Tòa tháp căn hộ L Skyline Westlake với 150 căn hộ hạng sang được xem là chạm đúng vào huyệt tâm lý của giới tinh hoa, mong muốn tìm kiếm không gian sống khác biệt và đẳng cấp bên Hồ Tây. L Skyline Westlake chạm tới khát khao của giới thượng lưu. Đắt đỏ nhưng vẫn hút người mua. Theo tiêu chí xếp hạng căn hộ của CBRE, phân khúc căn hộ hạng sang có mức giá bán sơ cấp trung bình trong khoảng từ 4.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 90 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này được đánh giá là đắt đỏ và chỉ một nhóm khách hàng nhất định có khả năng tiếp cận. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là một căn hộ chung cư hạng sang dù có mức giá thành lên tới hàng chục tỷ, thậm chí cao hơn nhà phố trung tâm. Nhưng không vì vậy mà loại hình bất động sản này kém đi hấp dẫn. Ngược lại, chung cư hạng sang luôn nằm trong danh mục săn lùng của giới thượng lưu. Đặc biệt, những bất động sản tại vị trí đắc địa bậc nhất lại càng trở nên khan hiếm. Đơn cử như khu vực Hồ Tây, vùng đất được xem là di sản của thủ đô với ưu thế từ hồ nước lớn cùng những giá trị lịch sử lâu đời. Để sở hữu một căn hộ hạng sang tại đây đối với khách hàng là rất khó. Bởi đến nay, quỹ đất tại khu vực này gần như đã cạn kiệt, cộng hưởng cùng giá bán luôn ở mức chấn động. Báo cáo mới nhất của Modor Intelligence chỉ ra, phân khúc bất động sản hạng sang tại Việt Nam dự báo tăng trưởng 3% đến năm 2027. Báo cáo cũng cho thấy, số lượng người Việt giàu có và giới thượng lưu quốc tế có nhu cầu sở hữu căn hộ hạng sang tăng cao. Thậm chí, những người giàu tại các quốc gia Hồng Kông, Thái Lan, Singapore cũng có xu hướng sở hữu bất động sản hạng sang tại Việt Nam do nhìn thấy nhiều tiềm năng và dư địa lớn. Có thể thấy, đặc điểm chung của phân khúc này ngoài thiết kế đẳng cấp, vị trí đắt giá, còn nằm ở trải nghiệm và cảm xúc đem lại. Nhất là khi giới thượng lưu luôn có những khát khao định vị bản thân. Theo giới chuyên gia, dòng sản phẩm căn hộ hạng sang được các chủ đầu tư phát triển hướng tới nhóm khách hàng cao cấp, những người có tiêu chuẩn khắt khe về vị trí, thiết kế và trải nghiệm sống. Căn hộ hạng sang thường thỏa mãn yếu tố về vị trí vàng. Thêm vào đó, để tăng thêm trải nghiệm cho chủ sở hữu, các căn hộ được chú trọng vào thiết kế, dịch vụ quản lý vận hành tiêu chuẩn 5 sao, mang tới những trải nghiệm sống khác biệt và đáng giá cho những khách hàng thượng lưu, vị này cho biết thêm. L Skyline Westlake nổi bật như một dấu ấn thượng lưu bên Hồ Tây lộng gió. 150 căn hộ hữu hạn L Skyline Westlake. Mỗi căn hộ tại tổ hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp L Skyline Westlake được xem là một phiên bản nâng cấp hoàn mỹ so với những căn hộ hạng sang thông thường. Vượt ngoài sự kỳ vọng của những chủ nhân danh giá, 150 căn hộ tại đây tương ứng với 150 không gian sống thượng lưu thứ thiệt. Điều này đến từ ưu thế vị trí gần kề Hồ Tây và chú ý thiết kế nhằm lấy trọn cảnh sắc của cả thủ đô vào trong mỗi căn hộ. Nhờ vậy, toàn bộ các căn hộ tại L Skyline Westlake đều sở hữu tầm nhìn ngoạn mục, giúp những trải nghiệm của chủ sở hữu thêm đắt giá, đồng thời giúp tăng thêm giá trị nội tại của các căn hộ tại đây. Một ngày mới của những chủ nhân danh giá tại L Skyline Westlake sẽ bắt đầu bằng khung cảnh bình minh ló dạng, ánh sáng nhẹ dịu của mặt trời phản chiếu xuống mặt nước tạo ra hiệu ứng bàng bạc, lung linh. Cảnh tượng này tuyệt nhiên chỉ ít người mới có cơ hội nhìn ngắm. Kết thúc một ngày dài là bức tranh đô thị với những dải vệt sáng nổi bật giữa khung cảnh buổi đêm, phản ánh sự sống động và phát triển của thành phố. Tính độc bản và chất sống thượng lưu của L Skyline Westlake tiếp tục được nâng tầm khi dự án cung cấp những tiêu chuẩn sống chất lượng cao. Các căn hộ sở hữu phong cách thiết kế trang nhã, không hào nhoáng phô trương nhưng vẫn toát lên được sự đẳng cấp, phù hợp với lối sống quýt luxury, sự xa xỉ thầm lặng của giới nhà giàu. Dự án cũng quy tụ những hệ tiện ích đẳng cấp nhất mà giới thượng lưu tìm kiếm. Bên cạnh đó, lợi thế vị trí trên trục đường Võ Chí Công, gần Lotte Man Tây Hồ cho phép mọi sự kết nối của chủ sở hữu đều trở nên dễ dàng. Với số lượng hữu hạn cùng chất sống an yên, xứng tầm chủ nhân danh giá, 150 căn hộ tại L Skyline Westlake là 150 không gian sống vượt ngoài mong đợi của tầng lớp tinh hoa. Dự án được xem là đã chạm đúng đến huyệt tâm lý của khách hàng, tìm kiếm những không gian sống giàu cảm xúc.
Thank you.